Xin chào các bác nông dân. Hôm nay mình xin giới thiệu một sản phẩm cực kỳ hữu ích để bảo vệ mùa màng MaxForce 50 EC thuộc đặc trị sâu xanh da láng, rầy xanh và rếp muối. MaxForce 50 EC nổi tiếng với khả năng diệt sâu nhanh gọn và triệt để. Sâu xanh da láng và rầy xanh là những loại sâu bệnh cung đầu đấy, nhưng với MaxForce 50 EC, cây trồng của các bác sẽ được an toàn tuyệt đối. Các bác có thể dùng MaxForce 50 EC cho nhiều loại cây trồng khác nhau, từ lúa, rau màu đen, cả cây ăn quả nữa. Nhờ vậy, các bác sẽ linh hoạt hơn trong việc bảo vệ cây trồng, khỏi phải lo tìm nhiều loại thuốc khác nhau. Thêm một điểm cộng nữa là MaxForce 50 EC rất an toàn cho người dùng. Mặc dù là thuốc trừ sâu, nhưng nếu dùng đúng cách thì MaxForce 50 EC sẽ không gây hại cho sức khỏe của các bác và gia đình. Tuy nhiên, nhờ mặc đồ bảo hộ khi sử dụng và để thuốc tránh xa tầm tay trẻ em nhé. Cách dùng MaxForce 50 EC cũng rất đơn giản. Các bác chỉ cần pha loãng thuốc với nước theo tỷ lệ trên bao bì, rồi phun đều lên cây trồng là được. Chỉ một lần phun thôi, các bác sẽ thấy hiệu quả diệt sâu rõ rệt. Cuối cùng, để tìm hiểu thêm thông tin và mua sản phẩm chính hãng, các bác hãy truy cập trang web Darplant.vn nhé. Chúc các bác có một mùa vụ bội thu, cây cối luôn khỏe mạnh. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích khác. Hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.